làm việc có tiền, lao động lương cao để họ ở lại Úc thôi các bạn. Chứ thật sự họ ở lại Úc vì những cái điều nào? Thì lương cao, họ ở lại Úc, họ chỉ bám trụ lại nước Úc để mục đích của họ là kiếm được rất là nhiều tiền. Và nhiều khi họ không có thể đi đâu được hết vì lý do là họ còn phải trả tiền nhà, tiền bill, tiền bổng, họ làm họ không có dư. Đó là lý do họ bắt buộc họ phải làm nô lệ cho những cái công việc họ đang làm. Họ bắt buộc họ phải làm vất vả, có khi một job, hai job, ba job gì đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để xin việc. Nhưng mà mình chia sẻ các bạn để cho các bạn biết các bạn làm việc, để bạn xin việc, bạn có thể nhảy việc, bạn kiếm được những việc thu nhập nhiều hơn, nhiều tiền hơn. Đừng có làm những cái việc mà 5, 10 đồng, 20 đồng cũng rất là thấp. 30 đồng đối với mình cũng còn thấp luôn. Thì các bạn tùy theo cái năng lượng, lực của các bạn, tùy theo cái khả năng của các bạn mà các bạn có thu nhập cao. Bạn nào có cảm giác là công ty đó nó đối xử tốt với mình phải trả ơn nó, thì điều này thì không có gì sai hết. Nhưng bạn nhớ, nếu bạn bỏ công ty nó trả cho bạn 20 đồng một giờ, có nghĩa là nó lấy của những người khác ít nhất cũng là 40 đồng ít nhất nha. Ngày xưa mình chia sẻ với các bạn, ngày xưa mình làm cho công ty người ta trả cho mình khoảng 18 20 đồng gì đó tùy theo lúc, thì họ trả mình khoảng 3 tiếng đồng hồ hoặc là 4 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Mình có thể đem về thu nhập cho công ty đó 2.000 đô. Cái này là câu chuyện có thật, mình kể cho các bạn nghe, không có gì rất đáng ngạc nhiên hết các bạn. Ngày xưa thì mình không biết, mới vô làm thì mình rất là ngây thơ, người ta đưa giấy tờ mình làm mình cũng không có để ý, mình chỉ coi coi cái khúc nào mình cần phải nghiên cứu, khúc nào mình làm thôi, mình không để ý toàn bộ giấy tờ hết. Nhưng mà khi đó là mình là nhân viên bình thường đó các bạn. Đến khi mình làm quản lý á, khi mình lên mình làm cho một công ty từ vị trí thấp nhất mà lên vị trí cao nhất không, là lúc đó sau đó là mình chuyển qua làm cho tay. Thì khi mà mình lên quản lý đó, mình nhìn vô đó mình thấy, mình biết các bạn, mình hiểu được cái quy trình làm việc nó như thế nào. Thì một cái video clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ cái quy trình làm việc của những cái công ty Tây như thế nào và cái công ty Việt Nam như thế nào, làm như thế nào, ăn chặn tiền của khách hàng như thế nào, rồi ăn chặn tiền của nhân viên như thế nào, thì mình sẽ phân tích rõ ràng hết tất cả ra cho các bạn luôn. Rồi, ok, bây giờ mình quay trở lại với cái vấn đề là tại sao mà các bạn xin việc hoài không được. Có nhiều người vất vả đi xin việc mà không được, có nhiều người xin việc có một lần được, cái những người đó thì cứ ỷ y là ok xin việc dễ lắm. Không có gì dễ và không có gì khó hết các bạn. Cái vấn đề là bạn làm có quen hay không, và cái vấn đề là bạn có may mắn và các bạn có làm đúng cách và bạn tìm đúng người để bạn hướng dẫn không. Có những người á không có học hành, cũng không có biết vi tính gì hết, thì họ làm sao mà làm tốt được những công việc mà khi những bạn mà có đi học hành đàng hoàng và những người biết việc, biết làm về máy vi tính nữa, biết sử dụng máy vi tính rồi email rồi nọ giỏi và tìm việc trên mạng, thì tất nhiên người đó có ưu thế rồi các bạn. Vấn đề đây á, những cái người lớn tuổi, cô bác lớn tuổi á, cô bác không biết mấy cái vấn đề đó, có nghĩa là cô bác phải nhờ một đứa cháu, đứa con nào đó nó giúp mình, chứ không thể nào mà mình đi tới mình xin việc theo kiểu truyền thống được, hết hết xài được theo kiểu truyền thống rồi. Thì mọi người nên nhớ như vậy. Rồi, ok, có những cái mà mình biết là cô chú thường thường á, hồi xưa mình cũng thấy mắc cười lắm. Lúc mình đi làm á, có nguyên cái anh kia vô anh xin việc mà anh dẫn luôn con cái vợ của anh đi theo vô xin việc hết đó. Người ta thấy đó, anh nói sau này mình ra mình có gặp ảnh mình nói chuyện với ảnh cũng được nhận. Nhưng mà các bạn, ông chủ đó ông nhận là có lý do của ổng hết các bạn, chứ không phải là chị ông thương người đâu. Thương người cũng là một phần nhưng mà có lý do hết các bạn. Thì bạn phải làm tốt thì người ta mới nhận thôi, người ta thử việc bạn một tuần thì người ta biết liền rồi các bạn. Và người ta đi vô xin việc á, người ta dẫn vợ con rồi này nọ luôn, các bạn thấy không? Người Việt Nam ở nước Úc luôn, người ta vẫn đi xin việc bằng kiểu đó. Không có giấy tờ gì, không có resume, không có gì hết, người ta xin việc. Người ta nói lúc đó thì mình cũng được làm supervisor rồi, mình cũng ngồi trong cái ghế ngồi kế bên ông chủ á, ông giám đốc á, nghe người ta vô người ta xin việc rồi nói anh cho em xin việc làm này 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 rồi để về nuôi con cái rồi căn cái con đồng cháu đóng rồi nhiều con quá. Thì ông nói ok để lại số điện thoại đi rồi viết họ tên rồi lại có gì anh gọi đó. Thì 2 3 bữa sau gì ông gọi các bạn,
Thì sau này mình nói chuyện với ảnh đó, thì mình biết ra nói ảnh nói đó, là đi xin việc ở bên này đó, đi xin cho mấy công ty người Việt đó, phải thường thường phải làm vậy để người ta thấy con cái vợ con vậy đó. Các bạn biết để làm gì không? Để người ta thấy là mình phải cố gắng nỗ lực cho mấy đứa nhỏ, mình không có xin, mình không có nghỉ việc được. Và cái thứ hai nữa, khi mà họ làm như vậy họ có thể trả tiền mặt cho bạn, mà trả tiền mặt thì sẽ trả một nửa thôi các bạn. Ví dụ lương tối thiểu của nước Úc là 18 đô mấy đó, thì người ta trả cho bạn 9 đồng thôi. Đó các bạn thấy không? Đó các bạn. Đó. Chỉ trả các bạn một nửa rồi. Đó, ngày xưa mình cũng bị giống như vậy đó các bạn. Mình cũng bị người ta trả cho mình một nửa như vậy. Cũng đau lắm các bạn, cũng hết mấy tháng rồi sau đó mình mới xin. Đáng lý cái đó là mình được người ta trả tiền đúng như vậy, mà bây giờ mình phải đi vô mình xin. Mình nói là cái tiền đó nó không có đủ sống. Bây giờ mà trước khi mình xin được các bạn là mình phải có rất là nhiều cái nỗ lực, và thứ hai nữa là mình biết cái khả năng của mình tới đâu, và thứ hai mình không những mình làm một nhân viên bình thường mà mình còn giúp làm về bên vi tính rồi này nọ đủ thứ kiểu á các bạn. Mình bỏ hết ra công sức năng lượng của mình, năng lực của mình ra để chứng minh cho người ta thấy là người ta thuê mình là không có bị lỗ, thì người ta mới trả được cho mình từ mức lương 8 đồng 9 đồng sau 3 tháng 4 tháng. Mình nhớ là 4 3 tháng rưỡi, 4 gần 4 tháng mình lên mức lương một lèo cái lên 18 đô một giờ các bạn. Thôi các bạn, đó là công ty mình làm cái đây 11 năm, 11 12 năm rồi các bạn, lâu lắm rồi. Thì bây giờ mình quay trở lại với cái vấn đề là làm cái resume như thế nào để cho người ta đọc. Các bạn hiểu ý mình nói không? Bạn làm để cho người ta đọc. Có nghĩa là bạn làm để người ta đọc trước. Người ta đọc có thể là người ta nhận hoặc là người ta không nhận. Nhưng mà người ta không đọc thì chắc chắn là bạn không được nhận rồi. Các bạn hiểu ý mình nói không? Đó, cái vấn đề nằm ở đây. Nếu mà cái resume của bạn họ không thích, họ bỏ vô thùng rác hoặc là họ thấy nó không có hợp thì họ không thèm đọc luôn. Là bạn bị loại ngay từ dòng gửi xe rồi. Thì làm sao mà vào trong được các bạn? Thì muốn cho cái resume của bạn mà người ta đọc á, thì bạn phải đảm bảo những cái tiêu chí là bạn phải làm rõ ràng, rành mạch ra. Bạn phải giỏi về Microsoft Word. Bạn phải viết, bạn trình bày cho nó rõ ràng, người ta nhìn vô người ta thấy bắt mắt. Và bạn phải viết rõ ràng, nó chia ra từng phần, từng phần, từng phần một các bạn. Không có giỡn chơi giống cái resume. Họ nhìn thấy nó rối quá là bạn người ta dục vô người ta không thèm đọc đâu. Và cái thứ hai nữa, khi bạn viết nó rõ ràng, chia ra từng phần cực kỳ rõ ràng. Và bạn phải viết cho nó cái thêm một cái phần cover letter nữa. Nếu mà không có cái cover letter này là coi như cũng hỏng luôn. Đó các bạn. Khi bạn gửi email cho những cái công ty đó, bạn không có thể nào đi tới và nộp luôn như vậy, bạn phải gửi email thôi. Khi bạn gửi email trong cái phần đầu của email, cái phần title đó, bạn phải viết rõ ràng là Nguyễn Văn Tèo hay là Tèo Nguyễn gì đó, resume. Chứ bạn không thể nào mà viết chữ resume không? Excuse me. Ai biết bạn là ai đâu. Sao mà người ta chấp nhận cái resume của bạn? Có 100 người gửi vô thì bạn phải Tèo Nguyễn, nó khác với lại John Nguyễn, khác với Mary Nguyễn, khác với Peter Nguyễn chứ, đúng không các bạn? Nó phải khác nhau hết đúng không các bạn? Thì người ta nhìn như vậy người ta mới thấy sự khác nhau. Và một cái nữa đó, ngoài cái resume có những cái đó, điều đó thì trong cái resume á, bạn phải để số điện thoại, email, không có cần địa chỉ nha các bạn. Nếu mà địa chỉ cũng được các bạn cứ để địa chỉ, người ta sẽ liên lạc bạn qua điện thoại hoặc là email. Nhưng bạn nên nhớ khi mà cái điện thoại, email á, khi mà hôm nay ví dụ như thứ hai bạn gửi thì chuẩn bị cái điện thoại phải luôn luôn túc trực trên cái điện thoại, người ta có thể gọi cho bạn bất cứ lúc nào, có thể là thứ hai, chiều thứ hai hoặc là ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó, người ta có thể gọi cho bạn kêu gọi bạn đi phỏng vấn. Bạn phải sẵn sàng cái điện thoại và bạn phải nhớ, bạn ghi cái gì trong resume đó bạn phải nhớ đó, bạn phải ghi tất cả là đều là sự thật hết, bạn không có thể nào dối ở trong này được các bạn, tất cả phải là sự thật. Để khi người ta hỏi bạn alo ngày tháng bạn tên gì, rồi nói bạn tên gì đó, phải apply job đó không, nói ok, rồi xong hỏi tháng đó giờ đó bạn làm công việc vậy đúng không, rồi ok nó có sắp xếp thời gian đi lên văn phòng phỏng vấn được không, thì bạn phải nói là được. Bạn không có lý do gì bạn nói không được hết á, lý do nói không được ví dụ bạn kẹt ngày đó bạn đi khám bệnh hay gì đó, ok nó chấp nhận là chuyển ngày khác, nhưng mà đi phỏng vấn càng nhanh càng tốt các bạn.
cho người ta thấy là bạn có khả năng sẵn sàng đi phỏng vấn. Và thậm chí khi mà bạn đã đang làm ở trong job cũ, ví dụ như công ty cũ bạn làm á, là ví dụ bạn làm nguyên ngày tuần luôn, thì bạn phải cố gắng làm sao để bạn nghe được điện thoại và bạn phải xin công ty cũ giờ đó ngày đó bạn phải đi phỏng vấn này nọ đó. Cái việc đó là việc rất là khó khăn chứ không phải dễ dàng gì hết. Nhưng mà bạn làm sao đó bạn xin cái công ty cũ mà cái ông giám đốc cũ mà đứng ra làm reference cho bạn, đứng ra để bảo trợ cho bạn, hoặc là đứng ra để nói với bạn, nói tốt về bạn cho những cái công ty để tuyển dụng á, thì đó là điều tuyệt vời. Do bạn ăn ở thôi, bạn ăn ở làm sao để cho người ta nói tốt về bạn trước khi bạn ra đi. Rồi, ok, mình kết thúc video ở đây. Những video khác mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp tục về cái khả năng tìm việc, cái kỹ năng tìm việc sao cho có rất nhiều người để theo dõi và tìm việc bạn. Nhiều người theo dõi có nghĩa là khi mà bạn tìm việc, bạn còn có kỹ năng gì bạn phải viết ra cho người ta ở trên cái LinkedIn đó các bạn. Mình đây là mình không còn làm việc nhiều năm nữa rồi, tại mình đó là chủ doanh nghiệp rồi. Có rất nhiều công ty nó cứ gọi mình, ok đi làm, đi làm, đi làm, đi làm, nhưng mình không có làm. Đó các bạn, nhiều công ty người ta thích mình tới làm cho người ta đến nổi dậy luôn á. Các bạn phải làm sao để cho người ta thích bạn như vậy. Rồi, những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.